Hết rồi. Bây giờ là mình bắt ngược di chuyển lên trên lại. Con máy này nó đã đồng hành với mình một thời gian khá dài. Tuy nhiên mình vẫn chưa quay được nhiều lần cho lắm. Nên hôm nay mình mới dắt em nó đến đây để mà lấy cái view biển hồ để mà sử dụng em nó. Hồi sáng mình có để nó rơi ở trên cái túi cao khoảng 1 mét đó, rớt xuống đất. May là nó không bị sao, chứ không là sót lắm. Mới đi một chút mà đã thấy mỏi mỏi rồi, thở rồi. Cái đoạn này thì mình dừng để chút nữa lên kia rồi mình quay tiếp chứ không nó hết pin. Đi xuống hàng thông thử nha các bạn. Dưới là biển hồ rồi nha, biển hồ rồi. Thì cứ thử đi hết cái con đường này xem sao, vì giờ mình cũng rảnh mà. Chạy thử một đoạn tết chống rung nữa. Đang chạy. Biển hồ hay còn gọi là hồ Tơ Nưng là hồ nước ngọt. Biển hồ vốn là ba miệng núi lửa cổ thông với nhau. Bờ hồ chính là miệng núi lửa nhô lên cao, dù đứng từ xa vẫn nhìn thấy rõ. Mỗi miệng tạo ra một vực sâu khó dò đến đáy, nên người ta gọi là hồ không đáy. Dùng máy hồi âm định vị xác định được vị trí biển hồ gồm 3 phễu trũng. Vốn là ba miệng núi lửa cổ, hai phèo lớn thông với nhau qua một eo khá rộng. Hiện nay đáy hồ bị bồi đắp và trở nên khá bằng phẳng. Độ sâu của hồ khoảng 20 mét. Nên đến nay chỉ còn 60, 16 mét. Phèo trũng còn lại chỉ sâu 12 mét. Nằm trên địa hình cao, không có suối chảy. Nhưng nước trong hồ không những không cạn mà còn liên tục chảy thác ra ngoài qua một con suối nhỏ. Rồi đến đây là hết nha. Thích thì đi bộ xuống, mà để đảm bảo an toàn thì mình không không lên xuống nha. Biển hồ nó nằm ở vùng trũng với lại là có nhiều cây xanh đó, cho nên là rất là thoáng mát. Gió ở dưới hồ cứ thổi lên là một nơi địa điểm hợp lý để hóng gió. Các bạn trẻ có thời gian cứ đến đây trải nghiệm, có thể đi cùng với người yêu hoặc là đi với một nhóm bạn trải đồ ăn ra nhậu nhẹt. Nhưng mà nhớ nhậu xong là phải dọn rác là được. Như dưới kia người ta có, người ta đang nhậu rồi.
Đây là một góc nhìn khác ra biển hồ nhé. Để mình zoom lại, zoom xem. Đây còn là một góc nhìn khác khá là đẹp. Đến biển hồ chỉ nhìn cái hồ rồi nha các bạn, đừng có mơ hay là mơ tưởng những cái khác nha. Đây là bức tượng ngoại ngâm, đáng là thấy nhất nha các bạn. Mình sẽ zoom lại. Cái đoạn này flycam bay trên cao á, là bạn thấy rồi đúng không? Đứng ở cái lan can nhìn xuống nè, tuyệt vời luôn. Đây đi từ đầu đó tới, từ cái lúc đó vô đây á, bây giờ mình mới đánh giá là cái góc nhìn này nè, cái vị trí đấy mình đang đứng nè, nhìn nó mới đẹp, vị trí này gọi đỉnh của chóp luôn. Quay ngược sáng cho nên không. Đó là rực nguyên sinh, đó là một cái miệng núi lửa, rồi có suối nó chảy qua tạo thành nước gọi là cái biển hồ. Người ta khai thác cái biển hồ làm du lịch. Chỗ này là các bạn có thấy cái đèn đó không? Cái đèn đó là bằng đèn năng lượng mặt trời á, buổi tối nó mới bật. Người ta khai thác du lịch thôi thì nói chung là cũng được. Các bạn có cơ hội thì cứ đến đấy một lần, đến Gia Lai và đến đấy một lần cho biết.